Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về Trang Nemo nè các bạn. Thì nhiều người vẫn nói, ủa Trang Nemo có bầu hả? Trang Nemo có bầu thì có phải đi tù hay không? Thì sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu sau bản tin này. Trang Nemo ngầm xác nhận có thai sau khi nhận bản án 9 tháng tù giam. Động thái mới nhất của Trang Nemo trên trang Facebook cá nhân đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là cô nàng thật sự đang mang thai sau khi nhận án phạt là 9 tháng tù à? Thời gian qua, ồn ào kiện tụng giữa Trang Nemo và Phạm Lệ Khanh vẫn đang là chủ đề thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc sau khi tòa tuyên án, Trang Nemo nhận mức án 9 tháng tù, nhưng những tin đồn, những lời động viên và những trạng thái của hai hạ nàng hot girl bán quần áo và chị Lệ Khanh vẫn khiến dân tình hóng lên hóng xuống nhiều ngày qua. Cụ thể, mới đây nhất, trên trang Nemo bất ngờ đăng ảnh hạnh phúc bên chồng và đứa con trai. Đáng chú ý, dù bức ảnh chỉ ghi có 3 người mà thôi, nhưng trang Nemo lại viết là gia đình 4 người. Động thái này của trang Nemo khiến nhiều người bán tín bán nghi cho rằng cô đang ngầm xác nhận vụ việc mình đang mang thai sau khi nhận bản án 9 tháng tù giam. Bên dưới bài đăng, rất nhiều bạn bè vào chúc mừng cho trang Nemo, thậm chí có người nói rằng bé Min là con trai của trang Nemo sắp có em chơi chung rồi kìa. Trước động thái đầy nghi vấn này, mới đây xuất hiện tin đồn chị Lệ Khanh đang đệ đơn để nộp kháng cáo vì nghi ngờ Trang Nemo đang tìm cách để được hưởng án treo. Thế nhưng thông tin này hiện chưa được chính chủ cũng như cơ quan chức năng xác nhận. Vào trước đó tại phiên tòa vào chiều ngày 16 tháng 6, thì Trang Nemo đã bị tòa án nhân dân quận nhất tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội gây rối trật tự nơi công cộng. Kết thúc phiên tòa, Trang Nemo vẫn ra tim bán hàng bình thường, trò chuyện với những người yêu mến mình. Cô cố gắng giữ tinh thần lạc quan và không nhắc gì đến chuyện tù tội. Nhưng mà nói chung thì thấy Trang Nemo cũng hối cải rồi, nếu mà được thì có thể giống như giảm cũng được, nếu mà đang mang thai thật sự nha. Đó, nếu mà đang mang thai có thể cho hưởng án treo thì như vậy mới tốt cho mẹ và con. Đó, luật pháp chúng ta là như vậy, khoan hồng